trong từng hơi thở, con tim ngủ quên từ lâu đã biết nhớ biết thương một người. Có nước mắt mang tên niềm hạnh phúc, thắp ánh sáng trong tim bằng nụ cười. Ngày hoa sẽ cho tình yêu ta đắm say ước mơ một đời. Khẽ nắm lấy đôi tay đặt lên mỗi chiếc hôn nồng nàn, nhân đôi niềm vui chia đôi nỗi buồn. Hay nữa trái tim yêu cùng tìm đến giấc mơ ngọt ngào, ghép lại thành hạnh phúc ngày thuộc về nhau. Mình tin mỗi khi bình minh đến, cạnh bên em đây đã có anh. Một ngày đến bên ta nhẹ nhàng, mình lại thấy yêu nhau nhiều hơn. Nắm tay nhau chặt nhé, hãy yêu nhau trong từng phút giây. Đặt con tim em vào giấc mơ, theo anh suốt cuộc đời này. Dẫu mai đây là sóng gió, đừng vội vàng buông lời cánh tay. Hãy lắng nghe con tim một lần, điều gì đưa mình đến bên nhau. Bình yên chẳng ở nơi nào xa xôi, đơn giản là mình cần có nhau. Chỉ cần con niềm tin, mình sẽ thắp lên những hy không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu nhé. Chúng ta đã thề yêu nhau mãi mãi. Nè, anh muốn nói chuyện với em. Nhìn vô mắt anh coi. Em buồn ngủ lắm. Thì biết là buồn ngủ rồi, nhưng mà nhìn vô mắt anh coi. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh sẽ không buông em ra cho tới khi mà em chịu nhìn vô mắt anh nha. Em không có muốn nhìn mà. Nè, khi người ta nói chuyện, nhìn vô mắt của người ta là một sự tôn trọng, hiểu chưa? Thì sao? Thì đã nói là nhìn vô mắt anh rồi mà. Ừ? Nè, nhìn rồi nè. Mệt chồng quá. Nè, anh nói nha, sau này anh không thích em so sánh cái chuyện giữa em với lại tiền bạc đâu. Em khác, tiền khác, đúng không?
Không có vậy thì sao? Thì đó có mỗi vụ đó không à. Mà anh cũng giận hờn, không ăn uống, không thèm ngó em từ qua tới giờ mà. Có cái vụ đó, mà em biết là anh khó khăn lắm anh mới vô được cái dự án này không? Dự án này rất là khủng, rồi cái tiền thưởng đâu có ít. Đó, lại tiền nữa. Hỡn chút là anh nói tới tiền, hỡn chút là anh nói tới tiền. Gia đình mình có túng thiếu lắm đâu. Tại sao em lại suy nghĩ như vậy? Đó, cái dự án này á, cái tiền nó rất là nhiều, như vậy nó mới có thể lo được cho tương lai của tụi mình sau này. Mà không phải là riêng cái dự án này không đâu, mà nó còn có thể giúp cho anh dự án sau này nữa kìa. Em biết rồi, nhưng mà em cũng có làm gì sai đâu. Em chỉ có chăm chồng thôi chứ bộ. Chăm chồng thôi. Chăm chồng kiểu này chắc mốt chồng mất việc luôn quá. Em cứ chăm đó, tại em không có làm gì sai hết. Từ ngày mai em vẫn sẽ chăm chồng y chang vậy luôn. Bà ơi, tôi đi tập về mua đồ ăn luôn rồi nè. Rồi bây giờ chắc tôi vô viện coi má con cu Tuấn đỡ chưa nghe. Bà ở đâu ta? Bà ơi, bà ơi. Ủa, ông hả? Ông trời ngồi xuống ơi, đây tôi nhờ một chút coi. Đừng có nói là làm mình làm mẩy với tôi nghe. Trời, lúc nãy đang dọn nhà nữa chừng, tự nhiên cái lưng nó đau quá trời đau. Bà bệnh hả? Sao muốn trời thuốc? Trời ơi, đau cái lưng. Không bóp cái lưng, bóp cái chân làm chi? Đau cái lưng hả? Sao bệnh không điện thoại tôi về liền? Thiệt tình à. Thì nãy dọn nhà tại cái lưng trở chứng đau thôi. Ông nè. Gì? Ông cầm rồi đi lấy tiền hàng giùm tôi một cái. Nhớ kiểm tra đầy đủ cẩn thận nha. Đem tiền về đây rồi muốn đi đâu thì đi. Trời đất ơi, thóc chưa ăn thì gạo còn đó, bà lo cái gì? Cái vấn đề bây giờ là con cháu mình đang nằm trong viện. Giờ chở nó ra đi, rồi á đi lấy mấy cái này cũng được vậy. Bây giờ thằng cu Tuấn đang nằm trong đó, thằng Khôi phải lo, tôi phải vô lo cho thằng cu Tuấn nữa. Chứ để thằng Khôi một mình ở trong đó, nó vừa chạy qua phòng cu Tuấn, nó vừa chạy qua phòng con Quỳnh, tội nghiệp lắm. Trời ơi, tôi biểu sao thì ông cứ làm vậy đi. Ôi dạ. Thôi, được rồi, bà nghỉ đi. Để tôi đi liền. Ê, chồng ngồi vậy làm gì vậy? Chồng mắc toilet đúng không? Để về dẫn chồng đi toilet nha, chứ đi một mình nguy hiểm lắm. Để gì gì chồng ra. Thôi, được rồi. Chồng nhìn được, khỏi. Mắc toilet tôi cũng nhịn được hả? Chồng, chồng đói bụng đúng không? Sao nãy giờ không nói? Ra đây để vợ nói với chồng ăn. Thôi, chồng đói bụng nhưng mà chồng tự chồng lo được, chồng tự ăn được. Đừng có chăm chồng như là một đứa con nít, làm ơn. Đó, thấy chưa? Không có vợ nhiều là không có xong mà. Thôi đi, bực mình quá. Nè, đợi vợ. Đợi vợ xíu, vợ đang nấu đồ ăn cho. Ủa, cái lúc thu tiền á, ông có đếm lại không vậy? Làm sao? Tôi hỏi thì ông cứ trả lời đi, cái lúc thu tiền ông có đếm lại không? Trời đất ơi, người ta đưa bao nhiêu thì biết rồi. Tự nhiên mình đếm lại giống như mình không tin người ta, mình nghi ngờ người ta vậy. Trời ơi là trời, ông ơi là ông. Ông nghĩ sao vậy hả? Đây là tiền, đây là bạc, đây là mồ hôi nước mắt của tôi với con Quỳnh. Cầm lưng đổ da úa, mòn da tay để múc sữa bỏ vô hũ da úa. Vậy mà ông nỡ lòng nào làm mất tiền của tôi, lại còn không đếm. Trời ơi là trời ơi, vợ con đưa tiền cũng phải đếm chứ đừng nói chi là người dân. Ông có biết là ông làm mất bao nhiêu tiền của tôi rồi không? Hả? Mấy trăm ngàn lận hả? 10.000 lận đó. Tránh ra, tôi uống trà một cái. Cái gì? Mất 10.000 đồng bạc của tôi mà ông ngồi ngang nhiên để uống trà được hả?
10.000 là 2 hũ giá ua. Giá gốc là tiền lời của 5 hũ giá vốn, ông hiểu chưa? Được rồi, tôi sẽ nhịn. Một cử cà phê sáng tôi đền 10.000 đó cho bà được chưa? Nhịn luôn cử chiều. Sao vậy? Bồi thường thiệt hại cái tinh thần của tôi. Khỏi đọc báo luôn. Chồng, chồng, giờ lỡ xào thịt bò rồi, chồng ăn chung đi nha. Sút đi chồng. Xin lỗi, ta kêu sút đi chuyện hoài. À, chồng ăn như vậy không có rau, không có ngon phải không? Chồng, có rau nè, chồng ăn rau đi, ăn chung với mì ngon lắm á. Chồng, ăn đi. Chồng. Sút, sút, vô. Vô rồi em. À, chồng cay lắm đúng không? Uống nước nha. Chồng bị thương cứ yên tâm, có vợ phục vụ tận tình. Nè. Người ta chăm sóc như vậy mà vẫn còn chưa chịu nữa. Nhớ nha. Ước áo người ta rồi nè. Nhịn gì? Trời đất ơi, lớn rồi khóc mà còn hỉ mũi vô áo vậy, không sợ con nít nó cười sao? Chú, sao tự nhiên đang tuần trăng mật ra đây ngồi khóc lóc vậy? Trăng mật cái gì chú? Có bể mật thì có, con đã tức muốn chết luôn đi nè. Chắc gì vậy mà định tự hủy hoại nhan sắc đó hả? Bộ vừa nhìn mặt con tệ lắm hả chú? Nhìn con xấu lắm hả chú? Thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà không bằng cái hồi ở chung cư. Nè. Ông làm gì nãy giờ mà vợ gọi banh máy mà không nghe luôn vậy? Tại sao ông không nghe? Tôi có mang điện thoại theo đâu. Ủa chứ điện thoại để làm gì mà không mang theo? Kỳ cục ghê nơi vậy. Già đầu lớn tuổi rồi, chứ phải con nít lên 5 lên 3 gì đâu hở tí đi chơi vậy. Chuyện ở nhà giải quyết chưa xong? Ông đã nhớ ra là ai thiếu tiền chưa? Xuống đây làm cái gì không biết nữa, bực bội quá. Đi về, đi về. Bà tôi này, nhanh. Bà làm gì vậy? Anh về rồi hả? Anh vô ngồi ăn cơm để em hâm đồ ăn lại cho nóng nha. Nhìn cô là tôi không muốn ăn nữa. Sao ông không chịu ăn cơm rồi hãy đi? Để lát nữa tôi khỏi mất công phải để phần, khỏi mất công dọn rửa. Thôi, tôi không ăn đâu. Tôi nhịn cho đến khi nào đủ cái tiền mất thôi. Suốt ngày bà nói xa xả, tôi no cành hông rồi. Ông khùng vừa phải thôi, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Tôi khùng vậy đó, bây giờ bà mới biết hả? Muộn quá rồi. Nè, ông cứ muốn làm cho tôi học máu chết hay sao vậy hả? Tôi có làm gì sai không? Thử hỏi á, ông bỏ đi biền biệt bao nhiêu năm, tôi ở nhà một mình nuôi hai đứa nhỏ từ còn trứng nước cho tới đủ lông đủ cánh. Tôi hết lòng hết dạ với cha con ông, tôi có biết ai ngoài ông không? Rồi bây giờ đâm ra quán tôi là sao vậy? Thôi, tôi đi vô viện với thằng Tuấn với thằng Quỳnh đây.
Bà ở nhà bà tự nói tự nghe tự mình nên thưởng thức luôn đi. Ông làm như tôi là cái tư duy vậy đó, tự nói tự thưởng thức. Thiệt là tức ói máu mà. Đã làm mất tiền còn mày đặt giận dỗi nữa. Để anh Điên đi, đừng đi theo anh nữa. Chồng. Chồng. Thôi. Anh không để cho em chăm sóc cho anh á. Có nghĩa là anh hết thương em rồi đúng không? Nếu mà anh không muốn em chăm á thì em gọi mẹ anh đến chăm anh nha. Ê, nè, anh tự chăm được, không cần nhờ giả đâu. Vậy mà anh nói là anh yêu em mãi mãi. Mãi mãi mà có nhiêu đó thôi à? Hay là anh hết yêu em rồi? Anh nói đi. Anh Quang. Anh Quang. Anh Quang, anh về hồi nào vậy? Anh Quang. Anh Quang. Chị Quỳnh, là em Khôi đi. Chú Khôi, chị xin lỗi nha. Chú giống anh Quang quá, làm chị nhìn lầm. Chị vừa nằm mơ, chị mơ thấy anh quay về. Mình sống như vậy cho tới chết sao? Mẹ. Con về rồi hả? Mẹ lại uống rượu nữa hả? Mẹ, mẹ, mẹ có sao không? Mẹ không mẹ. Sao, mẹ đi ngủ đi. Ba nghe nè con. Ba à, mẹ lại say nữa rồi ba. Thôi được rồi, ba sẽ về liền. Ba về nhanh nha ba. Mình đi anh. Em đi một mình nha. Anh phải về nhà. Ủa, hôm nay mình có hẹn dùng cơm với đối tác mà. Em tiếp giùm anh đi. Ba.
nó mới ngủ. Dạ. Còn đau cho nên nó lăn qua lăn lại hoài. Thôi ba về nghỉ đi. Có gì để con coi cháu cho. Thôi, để ba ngồi đây coi chừng nó cho. Con vừa chạy qua bên con Quỳnh, vừa chạy qua nó chăm sóc, cực quá. Con không sao đâu. Với lại có mẹ ở đây chăm chị Quỳnh mà. Với bây giờ chị một nơi, cháu một nơi, nhà mình phải chia nhau ra để chăm sóc. Nên ba phải về nghỉ để lấy sức mai còn vào thay cho mẹ nữa nha. Ừ, thôi, ba về nha. Ba về. Dạ. Chàng trai nhỏ của chú, cố lên. Đi chơi nha ba. Con nhớ ba lắm. Ừ, cô Tuấn ngoan. Con phải mau mau khỏe. Rồi ba về ba chở đi chơi nha. Con muốn gì cũng được. Con, mẹ sao rồi? Ba, mẹ xỉn dữ lắm. Mà sao lúc này mẹ hay uống rượu vậy? Mẹ nằm bí tỉ trong phòng kìa ba. Đây, giờ con mang nước chanh vào phòng cho mẹ. À thôi, ba về rồi, để ba làm cho. Con lên phòng nghỉ đi. Anh đừng có lấy cớ kiếm tìm làm khổ cả nhà, làm khổ vợ con. Anh về đi, chăm sóc ba mẹ và mẹ con cô Tuấn. Em thay anh chăm sóc cho ba má và cô Tuấn. Cố gắng giúp anh đi. Lúc nào anh về á, anh sẽ cảm ơn sao? Anh không xứng đáng nhận được những gì anh hưởng. Anh ác lắm, anh là thằng khốn. Đưa đây, thôi. Alo, mẹ nào Quang? Mẹ, sao mẹ ngồi đó mà để thằng Khôi nó xài xỉu con như vậy hả? Con à, thằng Khôi nó chỉ lo cho vợ con nên nó mới nói vậy thôi. Nó mới vừa chở mẹ bệnh viện về. Rồi bây giờ nó lại chuẩn bị chở ba con vô trong đó. Hai mẹ con Quỳnh nó bị tai nạn, có một mình thằng Khôi nó lo chăm sóc trong bệnh viện đó. Hỏi nó coi chừng nào nó về. Chứ mà bệnh làm ăn khó quá, thôi về đi. Ba đưa điện thoại đi, tôi nói chuyện với nó. Ông này. Alo. Trời. Quang hả, ba nè. Ba, đi thì khó, mà về thì dễ ba. Ba cũng biết đó, đi nước ngoài mà về ít tiền thì khó coi lắm. Vậy chừng nào con mới kiếm được đủ tiền hả? Con người ta sống muốn đủ là đủ thôi. Sĩ diện hay là bên đó có người khác rồi? Nè, vợ con á bị tai nạn xe đang nằm ở trong bệnh viện đó. Thằng Khôi nó phải chăm sóc cho chị dâu nó, rồi chăm sóc cho thằng Tuấn nữa. Con đằng đẵng bên đó bỏ vợ như vậy mà coi được hả? Nếu bên đó không được thì về đi. Ừ, để tôi nói chuyện với nó. Ừ. Alo. Ờ, Quang, Quang nè, không có cúp máy nghe. Đừng có cúp máy, nghe mẹ nói nè. Dạ, con nghe nè mẹ. Mẹ à, thằng Khôi nói tầm bậy tầm bạ, làm con buồn quá. Con nè, mẹ biết rồi, nhưng mà nghe mẹ dặn, ở bên đó đừng có mèo mã rửng mỡ, rồi hậu quả khó lường nghe không con? Con nhớ chưa? Bà nói với nó, sống sao mà xứng đáng với má con Quỳnh á, chứ tôi thấy là... Ba mà còn như vậy á, thôi, con cúp máy nha. Nè, Quang. Cái thằng này chưa có nói hết câu nữa. Bực mình à. Đâu mẹ thấy chưa? Tới một lời hỏi thăm vợ con cũng không có. Thôi, soạn đồ đạc đi vô thăm chị với cháu con kìa. Đi đi ông. Ừ.
chồng. Để vợ làm cho. Để vợ phụ cho. Để em giúp cho chồng nha. Nè, chồng quá đáng vừa phải thôi chứ, làm như người dân không bằng á. Chuyện của ai người đó làm đi, không có liên quan tới nhau. Nói như vậy mà anh nghe được á hả? Nói như anh thì đừng có coi cái gia đình này ra cái gì nữa. Đã như vậy hả? Thì ly dị đi. Thành đô. Nhưng có lẽ đã có. Em nói là ly dị đi. Biệt vị của các. Em nói là ly dị thiệt á. Anh có thể chờ đến lúc đó được chứ. Ly dị đó nha. 30 của trận đấu và tỷ số đang là 1-0 nhờ phía đội chủ nhà. Akpondaho. Azizang. Không thành công. Bây giờ sẽ là tình huống tấn công của Liverpool. Chú Khôi, chú Khôi. Sao vậy con? Hồi tối hôm qua á, ba con về chú Khôi. Ba con hả? Sao ba con về mà không ai hay vậy ta? Dạ đúng rồi. Ba về, ba mua đồ chơi cho con nè chú. Vậy sao? Ba con còn nói gì nữa không? Ba nói á, là khi nào con hết bệnh, ba chở con đi chơi á chú. Ừ. Với lại á, mẹ cũng kể á, là ba cũng về luôn. Ba nắm tay mẹ, xoa đầu mẹ luôn. Ba về rồi ba đi liền luôn, để cho kịp máy bay á chú. Sao? Làm cái gì mà thẫn thờ quá vậy? Ăn thua gì? Trong sọt này còn nhiều lắm nè. Còn ở đây nữa nè. Giặt sao cho vết son nó mờ thì giặt. Bao nhiêu người á, người ta đội tiền lên đầu. Còn mình coi đồng tiền như không vậy đó. Đưa tiền mà không thèm đếm lại.
để cho vợ con cực khổ, làm đổ mồ hôi sôi nước mắt cũng có đồng bạc. Ngồi đó vững dưng uống trà đọc báo, trong khi vợ con lam lũ, vợ thì vất vả. Riết rồi không biết ông có phải là một con người bình thường, một người cha, một người chồng hay không nữa. Nói từ nãy giờ ông không thèm trả lời tôi tiếng nào là sao vậy? Riết rồi cái lời tôi nói không lọt được vô lỗ tai ông là sao vậy hả? Ngồi trong nhà tự nhiên đội nón làm gì vậy? Ông qua, tôi đang nói chuyện với ông. Ông gì vậy? Trời ơi là trời, ông ơi là ông, tôi nói là để cho ông hiểu ra, ông sửa sai mà ông làm như vậy đó hả? Bộ tôi nói gì sai hay sao? Tôi nói thì ông phải nghe chứ. Tôi nói là để ông rút kinh nghiệm mà, chứ đâu phải là xỉa xói hạch sách gì ông đâu. Mà có phải ông mới là mất tiền lần đầu đâu hả? Đồng tiền liền khúc ruột mà, của đâu con sót. Ông phải để cái tôi nói chứ. Ông ở trong nhà không được tích sự gì hết đó. Thằng quan đem tiền về lo trong ngoài trước sao? Còn nhà cửa này thằng Khôi một tay trang trí bài sửa, ông có làm cái gì trong nhà này không hả? Ông coi rẻ đồng tiền, trong khi thằng quan con ông kìa, bỏ vợ bỏ con bỏ cha bỏ mẹ qua xứ người làm ăn, tất cả cũng chỉ vì tiền. Vậy mà nỡ lòng nào ông đối xử với tôi như vậy đó hả? Bà ngon bà nói một tí nữa tôi coi. Nói. Mệt mỏi à. Phải công nhận cổ đi thiệt, ở mình tính ra cũng khỏe, muốn làm gì làm, muốn ăn gì ăn. Vậy cũng hay. Lại tỏ tí te. Xài điện thoại làm gì suốt ngày gọi không bao giờ được. Đi cũng phải về chứ, đi luôn à. Cô Tuấn, ngồi xuống, không được nhòi người ra như vậy. Nếu con làm như vậy té chết đó, con nhớ lần bị té xe không? Ừ. Lần trước là do mày gọi cho chú coi, bây giờ điện thoại nên mới té chứ bộ. Còn cãi mẹ nữa hả? Tại con mà mẹ mới té đó. Thôi, hai mẹ con ngồi cẩn thận nha. Mẹ, ước gì chú coi là ba con hai mẹ.
Alo. À, dạ, con Hải đây mẹ ơi. Dạ, mẹ khỏe không mẹ? Mẹ vẫn khỏe. Mà sao con chọn đúng lúc gọi quá vậy? Đợt này á, mai mốt mà đốt nhang mũi á, chắc nó cũng về nữa đó ngang. Ủa, ý mẹ là sao? Mẹ tính chút nữa sẽ gọi điện thoại cho con nè. Dạ. Mà vợ chồng con á, nhớ kéo nhau qua nhà mẹ nha. Mẹ mới được người ta biếu cho một mớ đồ biển, cua gạch ngon lắm đó con. Ủa, ý mẹ là sao? Là Hằng, Hằng với lại con hả? Mẹ nghe con Hằng á, nó nói là con thích ăn cua biển lắm phải không? Hai đứa nhớ về mau mau đó nha. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tại vì mấy hôm nay con ăn, con bị trúng thực cho nên là cái bụng con nó bị khó tiêu. Hay đau bụng lắm, chắc là mấy cái đồ hải sản con không dám ăn nữa đâu. Thôi, mẹ để bên nhà mẹ ăn hết đi. Dạ, dạ. Con có bị sao không? Dạ, nha mẹ. Con đau bụng quá, con đi vô toilet gái. Dạ. Dạ, con chào còn mẹ. Còn chuyện mẹ muốn nói nữa. Dạ. Hải, Hải. Trời ơi, cái thằng này nó kỳ cục thiệt á. Chưa nói hết nó đã tắt điện thoại rồi. Không đi qua nhà mẹ cổ. Cổ ở đâu ta? Con bưng đồ ăn lên đi. Dạ. Ba vô ăn cơm đi. Ba cơm với mẹ con đi. Thôi, hai mẹ con ăn cơm đi. Chứ ba mới vừa ăn phở rồi. Thôi, con ăn cơm với mẹ đi. Trời ơi, mẹ nấu nhiều món ngon vậy sao ba lại đi ăn phở? Ba xin lỗi nha. Tại hôm nay ba đi làm về trễ, rồi đói muốn xỉu luôn cho nên ba ăn phở luôn. Ba đâu có ngờ là hai mẹ con chờ cơm ba tới giờ này. Thôi ba về phòng nha. Hả? Hơn, ngồi xuống ăn cơm đi con. Ăn xong còn học bài nữa. Có cơm của mẹ nấu, vậy mà lại đi ăn phở. Trái cây ngon quá à. Mà hồi nãy con cơm no quá trời luôn. Muốn ăn nữa mà không ăn được. Chà bầy, ăn cho cố vô. Ê, nè, nổ một cái bể cái bụng của bà nội bây giờ nghe. Kêu chú Út xoa cái bụng cho bay. Dạ. Mà sao tối nay nội nấu nhiều món ngon quá vậy? Thì để đón mẹ con cô Tuấn về nhà đó. Trời đất ơi, bay giống nết thằng cha bay ghê luôn á. No cái bụng mà đói con mắt à. Hôm bữa con nằm viện, ba quen về tặng con cái món đồ chơi này nè nội. Không có đâu, cái này là chú Khôi mua cho con đó. Thiệt mà cái xe này nè là ba con mua về cho con á. Ba con còn hung con, còn hung mẹ con luôn á. Thiệt mà. Ha, chắc vậy quá. Dạ con xin phép. Kỳ thiệt. Ba nè.
Alo, con đây mẹ. À, mẹ đây. Có chuyện gì mà con gọi vào giờ này? Tự nhiên con nhớ mẹ quá. Trời, nghe mà mát ruột. À, mẹ, nhà mình dạo này có chuyện gì mới không vậy mẹ? Có. À, có chuyện mới hả? À, có chuyện gì vậy mẹ? Có chuyện mới á, là thằng con trai của tôi nửa đêm gọi điện thoại về nói là nhớ mẹ. Trời ơi, thì con nhớ mẹ, con gọi điện cho mẹ thôi mà. Ờ, mà mẹ hỏi thiệt nè, vợ chồng bay á, có chuyện gì phải không? Chứ không có tự nhiên mà giờ này gọi điện thoại về cho mẹ nói chuyện đâu. Ờ, thì đâu có, thì con nhớ mẹ mà. Ủa, không lẽ nhớ phải canh giờ gọi điện thoại về nhà hay sao? Nhớ là phải gọi chứ. Có vợ rồi, đâu có còn như con nít được. Mà cho mẹ nói chuyện với con dâu của mẹ một chút đi. Mẹ nói chuyện với Hằng á hả? Ừ. Mẹ nghe không? Cô đang ngáy, ngủ say lắm rồi. Dạ, dạ. Vợ chồng mới cưới, sao mà lại để cho nó ngủ một mình vậy con? Con đừng có để cho nó buồn nha. Dạ, con biết rồi. Thôi, cúp điện thoại rồi vào ngủ với vợ đi con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Vậy mẹ ngủ ngon nha. Ừ. Dạ, dạ, thương mẹ lắm á. Ừ. Dạ. Kỳ lạ thiệt, cũng không qua nhà mẹ mình. Hằng ơi, em đi đâu vậy? Em giỏi lắm, đi đâu mà không cho anh biết luôn. Chán ồm, không có gì vui hết. Chồng ơi, vợ nhớ chồng lắm, nhưng mà vợ phải làm nương thêm một chút mới được, để cho chồng khỏi có coi thường vợ nữa. Tắt máy luôn, cho chồng sợ mới được. Sáng thắp cho tôi niềm tin vào cuộc sống, là nghe em bước đến cho tôi những hy vọng, một tình yêu mà tôi luôn hằng mong trong những giấc mơ cô đơn giữa đêm, một tình yêu mà tôi khao khát giữa bao ngày chẳng buồn chẳng vui. Nếu có ước muốn giữa bao nhiêu buồn bề nghèo trôi mãi, cứ trên môi em sẽ là điều mà tôi muốn giữ lại. Khi bàn tay chỉ còn trong một bàn tay, thì những khó khăn không là trở ngại. Giọt nước mắt còn rơi trên bờ vai, là tình còn có khi nồng cháy. Giữa những nỗi đau, có lúc ta lạc nhau, có lúc ta thả trôi đi tất cả. Vì bao hờn ghen nhỏ nhỏ, tiếng cười ngày nào vuốt tắt trên môi, hạnh phúc trong tay, bông hoa mong manh chờ xa tầm tay với. Nhắm mắt để nghĩ lại, ai cũng một lần sai, ai chẳng có những khi vụng dài. Sóng gió nào cũng sẽ qua, nếu ta học cách tha thứ cho nhau, tận cùng của nỗi đau, ta vẫn luôn nhìn về nhau.